Giờ mình không tốn thời gian anh em nữa, mình cân luôn, mày ổn quá rồi. Đấy nhá, một cân rưỡi hai vạch nhá. À, một vạch tức là một cân rưỡi lẻ hai nhá. Rồi ok, và con to nhất này. Để đổ ra đây đã. Này, em đây. Ôi là mày về móc buồn vãi cái trưởng này. Đúng nhá, mình sẽ bắt con này to nhất nhá. Ok, con đen này. Tí mình cân con này xong, mình thử cân con đen này. Được mấy nhá. Ok. Rồi. Con này nào. Tìm đi mình xem nào. 4 lần rưỡi tròn nhá anh em. 4 lần rưỡi. Con này 4 lần rưỡi nhá. Mình thử cân con kia xem. Con này xem. Con này chắc cái bé hơn. Con này 4 lần 3 thôi. Ok, chuẩn. Con này 4 lần rưỡi nhá. Rồi. Anh em Hello mọi người, chào mừng đến với kênh Quỷ Công Minh nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi cổng câu. Hôm nay vì cổng câu được mà. Đây hành trang thì đây có câu ấy. Hôm nay mình sẽ đi câu kiếm những em cá to quay cho mọi người cùng xem. Đây thằng này rơi con của 2 cân nữa anh em này. Đây, bây giờ mình thả lốt xong thì mình đi câu được con lươn nào mình câu không thì mình lại nhổ về thôi. Thì hôm nay mình mệt thành ra không ấy được, không đi thăm được. Trống lên đây là cặn luồng hả? Đây là luồng người ta. Rồi ok, còn cần nữa mình thả nốt. Rồi nhé, hai cần gần nhau, cần cuối cùng rồi. Đây, mình sẽ cầm vào đây. Ok. Đây, nhại bơi kia. Rồi, thế thôi, mình đi đây. Đi câu luôn thôi. Để mình đi dọc mương này. Đấy, được em đầu tiên này anh em ạ. Yêu lắm cơ. Đấy, đấy. Yêu chưa hả? Rồi, ok, mình sẽ bắt nha. Mà cả cá xúc phi à. Đẹp chứ, màu hồng. Thế sợ xúc phi vẫn ăn câu. À, cá này. Sướng chứ, phi chứ. Đấy. Đi. Có thả cân được đâu đây người cái luôn ở đây
Mình mặc luôn anh em ơi. Yes, yes, yes. Oh, get started. Nhấc bụng con này. Đấy. Em đây này. Đấy. Chưa. Yêu quả ngắt thôi. Đấy. Làm sao anh em ạ? Đấy. Yêu chưa? Yêu vậy. Đấy. Cuối cùng này anh em này. Đấy, yêu rồi đấy. Yêu rồi. Đấy, đấy. 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 Rồi, mình về đây. Tủi băng, tủi sách. Bây giờ em về đến nhà đây anh em ạ. Hôm nay mình nhờ ông giúp quả. Mình đi câu cá lóc, còn ông đi câu lươn. Thêm lóc nhiều ấy. Nhiều lắm ấy. Hả? Cá lóc này. Nhớ ngăn kia không ơi. Đấy. Ui nhiều lắm anh ạ. Đấy ngon chưa. Đấy, một lọc nhỏ và to gì ở đây. Lươn thì được hai em. Nhưng là hai em ngon ấy. Mình không quay được. Đi xa quá không quay được. Đây còn con này này. Đấy, lên hai con. Ngon lành trên đào chưa? To chưa? Đấy, hai con to. Mấy con cũng tương đối. Cũng tương đối. Mấy con to. Nhiều phết đấy. Phải được 5 cân này anh em ạ. Thôi, mình cùng mọi người xem thấy hay nhớ đăng ký bấm like ủng hộ kênh nhá. Để quý con quay những cảnh đẹp cho mọi người xem. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại ở các video sau.